Sáng 4 tháng 11, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Mở đầu, ông Khái nói, năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng đã có thêm những bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, rõ rệt, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Theo ông Khái, luật phòng chống tham nhũng, luật tố cáo, luật thi hành án hình sự được triển khai nghiêm minh. Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. Bên cạnh đó, việc xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh. Việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ cũng được quan tâm. Một số kết quả đạt được có thể kể đến như việc kê khai tài sản, thu nhập tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đạt tỷ lệ 99,9% số người phải kê khai. Công khai bản kê khai đạt tỷ lệ 99,4%, có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý 2 trường hợp. Ông Khái cho hay có 6 cá nhân đã nộp lại quà tặng theo quy định với tổng giá trị là 182 triệu đồng, phát hiện, xử lý 3 vụ việc nhận quà không đúng quy định với tổng giá trị là 3,99 tỷ đồng. Toàn ngành thanh tra đã triển khai 7 tháng 58 năm cuộc thanh tra hành chính và 252.499 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Năm 2019, qua công tác tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện 26 vụ, 30 đối tượng, qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 69 vụ, 45 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán đã phát hiện nhiều trường hợp tham nhũng và 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến người có chức vụ, quyền hạn. Ông Khái nhận định, trong năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Đáng chú ý, trong nhiều vụ án được mở rộng điều tra, làm rõ yếu tố vụ lợi, chiếm đoạt để khởi tố thêm tội tham nhũng. Việc thu hồi tài sản ngay trong quá trình điều tra các vụ án tham nhũng năm 2019 đạt kết quả tích cực và có sự tiến bộ rõ nét. Các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn trong phòng chống tham nhũng, ông Khái cho hay. Nhìn nhận tham nhũng được từng bước kiềm chế và có chiều hướng giảm, ông Khái nói, dự báo trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, tích cực, đậm nét, tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.